Đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của một quân nhân tên Sergei thời Xô Viết. Ông đã viết lại câu chuyện của chính ông qua tác phẩm Sergei Fetisov's Memoir The Story of Roman. Phim bắt đầu vào mốc thời gian 1977 tại căn cứ không quân Habs-Alu của Liên Xô. Với sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội, các quân nhân không được ra ngoài. Sergei thường cùng hai người bạn thân là Luisa và Sidorov trốn ra biển để tắm. Đội tuần tra đêm bỗng dưng xuất hiện, Sergei và cô bạn Luisa núp sau tảng đá để trốn. Vì Sidorov có mối quan hệ tốt với các đồng đội, nên bọn họ cho qua và rời đi. Hai bàn tay chạm nhau, tình cảm dường như chớm nở giữa Sergei và Luisa. Một buổi sáng như thường ngày trong quân đội, các binh sĩ bị gọi dậy bởi đội trưởng. Mọi người cuống cuồng thay đồng phục rồi nhanh chóng vào đội hình ra tập luyện. Sergei có niềm đam mê chụp ảnh, anh chụp tất cả những gì anh thấy được. Tuy nhiên, cấp trên của anh ta lại không hài lòng với đam mê chụp ảnh này của anh. Sergei gặp cô bạn Luisa để nhập báo cáo. Luisa khuyên bảo Sergei ở lại quân đội vì anh sắp hết nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên anh vẫn muốn xuất ngũ để về nông trại phụ mẹ. Điều này làm Luisa rất buồn. Gần trưa, trong lúc Sergei cùng Luisa và Sidorov chụp ảnh, trung úy Roman là phi công chiến đấu vừa được điều đến. Roman vui vẻ chụp ảnh cho cả ba người, rồi theo chân Luisa đến gặp thượng tá để nhận bàn giao công việc. Sergei được thượng tá gọi đến và giao nhiệm vụ hỗ trợ Roman. Sergei đưa Roman về phòng rồi phụ anh dọn dẹp. Roman biết Sergei thích chụp ảnh nên tặng cho Sergei một cuốn phim thay lời cảm ơn anh. Buổi tối nọ, Sergei cùng người bạn Sidorov đi dạo. Khi ngang qua phòng Luisa thấy Roman và Luisa đứng nói chuyện bên cửa sổ, cả hai buồn bã hiểu ra gần đây Luisa không đi bơi với họ là do có Roman. Vì có chung niềm đam mê nhiếp ảnh, Sergei mạn phép hỏi Roman giúp anh rửa một vài tấm hình anh đã chụp. Chiều tối, Sergei đến phòng Roman, anh được Roman hướng dẫn tận tình cách rửa ảnh. Trong lúc cả hai đợi khô ảnh thì họ ra ngoài uống vài chai và tâm sự. Sergei cho Roman biết anh thích nghệ thuật, nhưng chưa từng xem biểu diễn ballet. Một ít cồn đã khiến Sergei loạng choạng. Anh đứng dậy vấp ngã rồi cả hai chạm vào ánh mắt nhau. Sergei đòi về phòng, nhưng Roman vì sợ anh bị phạt do uống rượu nên đã khuyên anh ở lại. Sau giấc mơ chìm trong nước khiến Sergei bừng dậy thì trời cũng đã sáng. Anh vội vàng trở về phòng để kịp điểm danh đầu ngày. Sau khi cả phòng bị đội trưởng mắng vì bừa bộn, thì bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài để tập luyện. Sergei được Roman yêu cầu đưa ra ngoài đi công việc. Thật ngạc nhiên khi điểm đến của Roman là nhà hát. Có vẻ Roman muốn tạo bất ngờ cho Sergei. Tại đây Sergei được xem buổi tổng duyệt của vở múa Phoebus chim lửa. Sergei vô cùng thích thú và đắm chìm trong màn biểu diễn của các diễn viên. Xế chiều, trên đường trở về, họ đi ngang khu vực biên giới nên phải dừng lại để đợi giờ thông hành. Trong thời gian chờ, họ đi xuống cách rừng gần đó hóng mát. Bất chợt có đội biên phong đi tuần tra ngang, cả hai nhanh chóng chạy vào rừng trốn, may mắn không bị phát hiện. Giây phút sinh tử có nhau này khiến Roman không cầm lòng hôn lấy Sergei. Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới cơn mưa rào. Nụ hôn đó khiến Sergei bần thần cả ngày lẫn đêm. Sergei cho Luisa biết sẽ chở trung úy Roman đến Tallinn. Luisa đề nghị đi cùng để dẫn mọi người đi tham quan Tallinn. Sergei về phòng kể chuyện thiếu lâm cho đồng đội về chị nông dân và anh chàng có củ khoai lang. Sukarna bị ông thiếu tá nghe được nên ông ta bắt anh ra ngoài khiển trách vì dám truyền bá tư tưởng lệch lạc trong quân đội. Chuyện còn con thế mà lão thiếu tá gửi báo cáo cho Ủy ban An ninh Quốc gia. Sergei, Roman và Luisa đến Tallinn. Bên cạnh nhiệm vụ thì có những giây phút vui vẻ bên nhau. Roman cầm máy chụp hình bia về hướng Luisa và Sergei. Luisa nghiêm túc tạo dáng mà có nào ngờ, Roman lại lấy nét vào Sergei, không quan tâm đến Luisa. Một ngày nọ, cả quân đội được tổ chức xem chiếu bóng. Sergei nhìn Roman và Luisa tình tứ bên nhau nên anh bỏ ra ngoài. Trong lúc tự hỏi bản thân tình cảm của mình và Roman là có hay không, thì phía sau Roman xuất hiện. Roman nhanh chóng đưa Sergei trốn ra bờ biển. Cả hai cùng nhau bơi lội và họ có những va chạm cơ thể lần đầu. Hôm sau, Sergei lại đến đọc báo có cho Luisa đánh máy. Roman bước vào tặng quà cho Luisa. Trong lúc Luisa vào trong lấy tài liệu, cả hai liếc mắt đưa tình với nhau. Thượng tá gọi Roman đến để giao việc. Tại đây có lão thiếu tá khó ưa. Ông ta đưa báo cáo nạt danh tố Roman có quan hệ đồng tính với một binh nhất. Điều này sẽ khiến Roman đi tù 5 năm theo bộ luật thời điểm đó. Ngài thượng tá bảo vệ Roman và cho rằng báo cáo khống không có cơ sở nên giải tán. Roman nhanh chóng cho Sergei biết chuyện anh và Sergei đã bị phát hiện, nên bảo Sergei phải cẩn thận và sớm rời quân đội. Tối đó, có 4 máy bay B-52 đánh bom hạt nhân tiến vào công kích. Roman nhanh chóng lên máy bay chiến đấu để chống trả. Không may mắn động cơ máy bay của Roman gặp trục trặc, dù được lệnh nhảy khỏi máy bay, nhưng Roman vẫn tiếp tục cầm cự để đưa máy bay về lại quân đội. Sergei và đồng đội nhanh chóng ra ngoài răng lưới, chặn giảm tốc cho máy bay của Roman. Khi máy bay dừng lại thì Roman đã bất tỉnh. Sergei định chạy vào nhưng không được phép, anh bực tức chạy ra ngoài.
Roman may mắn không bị thương, anh buồn bã ngồi trên máy, Sergey lén chạy đến, cả hai ôm nhau. Tối đó, Roman và Sergey về phòng, họ trao cho nhau yêu thương nồng nhiệt. Vừa xong việc, cả hai ngồi lại dự tính cho tương lai thì bất chợt lão thiếu tá đi vào. Ông ta kiểm tra phòng Roman để tìm bằng chứng đồng tính của anh. Sergey nhanh trí trốn vào bồn tắm nên không bị phát hiện. Trước khi rời đi, lão ta còn nhắn nhủ với Roman sẽ tìm cho được bằng chứng để đưa Roman vào tù và cấm bay. Tình yêu vừa đến rồi lại nhanh chóng đi. Roman né tránh Sergey vì sợ bị phát hiện. Vào ngày trước khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, Sergey cố gắng gặp Roman. Tuy nhiên Roman lạnh nhạt bảo hãy quên chuyện của họ đi. Hôm sau, Sergey chào tiễn biệt mọi người trước khi xuất ngũ. Anh vẫn đưa mắt tìm kiếm Roman nhưng Roman không đến. Anh lặng lẽ tạm biệt chào mọi người rồi rời đi. Sergey đăng ký vào trường điện ảnh, anh theo đuổi giấc mơ diễn viên tại trường, có những buổi học thú vị tại đây. Một vài tháng sau đó, Louisa đến gặp anh. Louisa cho biết sẽ kết hôn với Roman. Cô mời anh đến dự đám cưới của họ. Sergey ngượng cười chúc mừng Louisa. Sâu thẳm bên trong anh hẳn đang tuôn trào nước mắt. Ngày đám cưới đến, Roman và Louisa hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Để trách ánh mắt theo dõi của lão thiếu tá, Roman hạn chế tương tác với Sergey, nhưng vẫn lén nhìn anh trong một vài khoảnh khắc. Sergey bỏ ra ngoài sảnh đứng tĩnh tâm, đột nhiên Roman bước đến. Hai người định trao cho nhau nụ hôn nhưng lão thiếu tá mở cửa đi vào. Ông ta báo Louisa đang tìm Roman rồi bỏ đi. Khi còn lại hai người, Sergey nói với Roman hãy đi cùng anh đến Moscow. Roman cho biết Louisa đã có thai, nên chuyện anh và Sergey không thể tiếp tục được. Họ không còn liên lạc cho đến 4 năm sau đó. Sergey ngày càng phát triển hơn với nghiệp diễn của mình. Roman có một gia đình hạnh phúc với Louisa cùng cậu con trai kháo khỉnh. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong Roman vẫn là hình ảnh của Sergey. Một ngày cuối thu, Roman nói với Louisa sẽ chuyển đến Moscow vài tháng vì có nhiệm vụ. Louisa đòi theo nhưng Roman không muốn cô đi cùng và thuyết phục Louisa ở lại. Trong lúc chuẩn bị hành lý cho Roman, Louisa phát hiện một số hình của Sergey. Cô có một chút nghĩ ngợi nhưng rồi bỏ sấp hình đó lại ngăn tủ. Roman chào vợ con rồi lên xe đi Moscow. Roman đến buổi biểu diễn của Sergey. Sau đó anh tìm gặp Sergey ở cánh gà. Roman muốn đi chơi cùng Sergey đến Sochi trước tuần nhận việc. Roman đã mua hai vé tàu đi Sochi nhưng Sergey không muốn, vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Roman và Louisa. Sergey trở vào đoàn kịch, ngồi hội ý với các bạn diễn những tâm trí thẫn thờ đặt ở nơi Roman. Đến sáng hôm sau, Roman ngồi trên chuyến tàu đi Sochi, anh đợi chờ Sergey đến nhưng người bước vào lại là bà chị tiếp viên. Buồn bã nghĩ rằng Sergey sẽ không đi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi quay lại thì thấy Sergey trước mắt, cả hai có những giây phút vui vẻ bên nhau. Roman nhảy xuống biển, nhưng Sergey bị ám ảnh bởi giấc mơ thời thơ ấu. Anh kể cho Roman mối tình tuổi thơ của anh, vì cậu trai người tình của Sergey bị ba anh ấy phát hiện là đồng tính, nên cậu ta đã bị ba cậu ta đánh. Sau đó cậu ấy đã chết ở trong hồ gần thị trấn, điều này làm Sergey luôn ám ảnh trong giấc mơ. Sergey đưa Roman đến buổi tiệc, trong đó có Sidorov. Roman và Sergey lẻn vào phòng, thì Sidorov mở cửa và phát hiện cả hai đang hôn. Sidorov đấm Roman, Sergey đấm Sidorov. Sergey đuổi theo Sidorov để khuyên Sidorov đừng tiết lộ chuyện của anh với Roman cho Louisa và mọi người. Lúc này Sergey cũng biết được người báo cáo nạt danh về mối quan hệ đồng tính của Roman lúc trước là Sidorov. Tuy nhiên thời điểm đó Sidorov không hề biết người bạn đồng tính của Roman là Sergey. Tối đó, Sergey buồn bã nghĩ về chuyện tình của anh và Roman. Cách ngày Giáng sinh một vài hôm, Roman nhận được thư của Louisa sẽ đến Moscow cùng con trai. Roman vội vàng thu dọn đồ đạc của Sergey lại và sắp xếp anh ở một phòng nhỏ. Dù không cam tâm nhưng Sergey cũng không có sự lựa chọn. Louisa đến nơi, Sergey nói dối Louisa rằng anh đến đây là vì anh muốn gặp Louisa. Louisa không nghi ngờ và họ cùng nhau đón Giáng sinh. Sau tiệc Giáng sinh đó, Sergey tủi thân khóc trong phòng. Sáng đến, anh để lại bức thư chào từ biệt Roman. Tuy nhiên Louisa đã đọc được lá thư này. Cô biết chuyện Roman và Sergey ngủ với nhau rồi khóc lóc òm tỏi. Roman thức trắng cả đêm, sáng sớm anh nhận được điện báo. Anh được điều đến Afghanistan để hộ tống đoàn từ biên giới đến trụ sở chính. Một tháng sau đó, Sergey trở lại trường kịch thì gặp được cô bạn đồng nghiệp. Cô ta cho anh hay Roman có đến tìm anh một tháng trước và gửi cho anh một lá thư. Sau khi đọc lá thư, anh vội vã gọi điện cho ngài đại tướng và được biết hai tuần trước Roman đã mất trong lúc hộ tống đoàn. Sergey nghẹn ngào, anh đến gặp Louisa. Cô rất đau khổ và căm ghét Sergey vì Sergey đã xen vào gia đình cô. Tuy nhiên Sergey đã giải thích cho cô, hai người đau đớn ôm nhau bật khóc. Louisa đưa cho Sergey những tấm hình Roman đã chụp anh. Dù có vợ con nhưng lòng Roman vẫn luôn hướng về Sergey. Cậu con trai của Roman đi học về, cậu bé ngây thơ hỏi bố có về cùng Sergey không. Cậu nhận được câu trả lời bố đang ở thiên đàng nên sẽ không về được nữa. Sergey lặng lẽ nhìn cậu bé, rồi chào Louisa ra về.
Kể từ đó, Sergey và Louisa không còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã xem review phim Firebird, Chim Lửa. Hãy nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Và đừng quên để lại một like ủng hộ tinh thần mình làm thêm nhiều video tiếp theo nhé.